Makita ME230T bằng đèn da bản Nhật Bản. Trọng lượng khô máy 2,5 cân, làm phần cắt được tầm 2 tấc, xích chuột 1/4, làm đầu nhông cực kỳ nhẹ máy. Máy khá là đẹp nha anh em. Có thắng xích, bơm xăng phụ, trợ lực đầy đủ. Anh em bổ kết số điện thoại 0974644973. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.